Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân giáo hóa tất cả hữu tình ở châu Thiệm Bộ, đều giúp họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào do nhân duyên này mà các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế thích, có những thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh, cung kính tín thọ vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biên chép phân phát cho người khác, giảng giải nghĩa lý sâu xa, khiến cho họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo dưới các hữu tình. Các ngươi nên siêng năng tu đạo chân chánh của Bồ Tát, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu siêng năng tu học được đạo này, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt vô số các loài hữu tình, khiến họ mau chứng thật tế, chấm dứt các lậu hoặc, nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Thế phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa này phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa hữu tình, làm cho đạt được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, độc giác Bồ Đề, nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chứng đắc quả Bồ Đề của Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy các việc giáo hóa tất cả hữu tình ở châu Thiệm Bộ lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy các việc giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở tiểu thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở tiểu thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình trong hằng hà xa thế giới khắp mười phương, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Bất Hoàn hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ, Phật bảo Trời Đế thích, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên biên chép, phân phát cho người khác, giảng giải nghĩa lý sâu xa khiến họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình. Các ngươi nên siêng năng tu đạo chân chánh của Bồ Tát, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu thường siêng năng tu học được đạo này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt được vô số các loài hữu tình, mau chứng thật tế, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa loài hữu tình, làm cho họ được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, độc giác Bồ Đề, nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chứng đắc quả Bồ Đề của Phật.
Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở châu thiện bộ, đều làm cho họ an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào, do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời đề thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, có những thiện nam tử thiện nữ vân vân, đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biên chép phân phát cho người khác, rồi giảng giải nghĩa lý sâu xa khiến họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình. Các người hãy siêng tu đạo chân chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu thường siêng năng tu học đạo này thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu giúp vô số các loài hữu tình, khiến họ mau chứng niết bàn, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả quả bồ đề mà độc giác đã chứng đều do bát nhã ba la mật đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới siêng năng tu học tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa các loài hữu tình khiến họ được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán và bậc độc giác bồ đề, nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chứng quả bồ đề của Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở châu thiện bộ lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu, đều làm cho họ an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình trong bốn đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở tiểu thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở tiểu thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên thế giới đều được an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình trong hằng hà sa thế giới khắp mười phương đều được an trụ độc giác bồ đề, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời đầy thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời đế thích, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân, đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, biên chép phân phát cho người khác, rồi giảng giải nghĩa lý sâu xa làm cho họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình. Các ngươi hãy siêng năng tu đạo chân chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu thường siêng năng tu học đạo này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu giúp vô số các loài hữu tình, khiến họ chứng niết bàn, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả bồ đề mà tất cả độc giác đã chứng đều do bát nhã ba la mật đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới siêng năng tu học tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa các loài hữu tình, khiến họ được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán và bậc độc giác bồ đề, nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chứng quả bồ đề của Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiện bộ đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng?
Trời Đệ thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đệ thích, có những thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, rồi truyền cho một người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thọ trì đọc tụng. Lại nói, thiện nam tử hãy đến đây, ông phải trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn tư duy đúng lý, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu một cách đúng đắn thì có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở châu Thiệm Bộ lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở tiểu thiên thế giới đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở tiểu thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên thế giới đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên thế giới đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên thế giới lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong hằng hà sa thế giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế thích, có những thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, truyền trao cho một người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thọ trì đọc tụng. Lại nói, này thiện nam tử, hãy đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ông phải trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu thường tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí thì có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu Thiệm Bộ đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ấy được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế thích, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng các thứ báu trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, truyền trao cho một người đã đạt bất thối chuyển đối với vô thượng Bồ Đề thọ trì đọc tụng. Lại nói, này thiện nam tử, hãy đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ông nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu thường tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.
Nếu chứng đắc pháp nhất thiết trí thì có thể tu bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ lại. Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì ý ông thế nào? Nói rộng như trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở tiểu thiên thế giới đều đạt bất thối